Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn mở cuộc họp chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Huyền thoại bóng đá Việt Nam tin Văn Hậu dư sức đá tại Nhật Bản. Huấn luyện viên người Pháp gọi cầu thủ trẻ sáng giá nhất Việt Nam lên U19. Lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chia sẻ sự thật đáng buồn sau lứa Công Phượng và Tuấn Anh. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe. Huyền thoại bóng đá Việt Nam tin Văn Hậu dư sức chơi bóng tại Nhật Bản. Cựu tiền đạo Lê Công Vinh của tuyển Việt Nam đánh giá rất cao khả năng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tin cầu thủ này đủ sức thi đấu tại Nhật Bản. Thưa quý vị các bạn, đầu tháng 8 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã trở lại Việt Nam sau khi bản hợp đồng cho mượn giữa anh và câu lạc bộ SC Heerenveen kết thúc. Gần một năm ở Hà Lan, cầu thủ gốc Thái Bình chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 phút tại cúp quốc gia. Còn lại thì anh chủ yếu được sử dụng tại đội dự bị của Heerenveen. Bởi thế mà không ít người cho rằng Văn Hậu đã có chuyến đi thất bại. Tuy nhiên, với cựu tiền đạo Lê Công Vinh thì anh lại không nghĩ vậy. Tôi nói với Hậu, chuyến đi sang Hà Lan quá thành công rồi, không có gì thất bại cả. Với lứa tuổi như vậy, việc được sang châu Âu trải nghiệm như thế là tuyệt vời. Còn chuyện được đá hay không được đá, chúng ta chưa nói đến. Vì hậu vệ khác với tiền đạo. Nếu hậu là tiền đạo hay tiền vệ thì cửa ra sân sẽ nhiều hơn vì các vị trí đó đều cần thay người rất nhiều. Còn ở bộ tứ vệ, không huấn luyện viên nào muốn xáo trộn quá nhiều. Trong trường hợp cầu thủ đá chính quá kém, họ mới thay đổi. Còn bình thường thì họ sẽ không thay hai trung vệ, hai hậu vệ biên và thủ môn. Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam, khẳng định. Sau đó, Công Vinh cũng tin rằng đẳng cấp của Văn Hậu hiện tại đủ sức giúp cho cầu thủ này sang Nhật chơi bóng. Nếu nói về hậu vệ cánh ở Việt Nam, Hậu hiện là số 1 cả về năng lực chuyên môn, thể lực lẫn nhận thức. Tôi nghĩ là sau chuyến đi này thì Văn Hậu sẽ lớn lên và có nhiều cơ hội để đi những giải đấu hàng đầu khác, có thể là châu Á. Lấy ví dụ như Nhật Bản, Hậu thừa sức đá, đội trưởng của Thái Lan là Thiraton Bunmathan vẫn có thể thành công ở Nhật Bản, thì tại sao Hậu lại không làm được? Hậu có thua gì cầu thủ đó đâu? Cựu tiền đạo gốc Nghệ An kết luận. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn mở cuộc họp chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Để phục vụ phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn VFF sắp xếp một cuộc họp với người lãnh đạo hoặc huấn luyện viên của 26 câu lạc bộ tại V-League và hạng nhất. Thưa quý vị và các bạn, ở đợt tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo của tuyển Việt Nam triệu tập tới 48 cái tên với mục đích chính là kiểm tra, sàng lọc để không bỏ sót một tài năng nào. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đều gọi những cầu thủ từng tham dự SEA Games hay vòng chung kết U23 châu Á vừa qua còn trong độ tuổi, nhưng điều kiện khiến ông lo lắng đó là chưa phát hiện ra cầu thủ mới có thể cạnh tranh với những cầu thủ cũ. Các cầu thủ ở độ tuổi U22 rất ít khi được thi đấu trong đội hình chính của các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia. Thầy Park cũng thừa nhận là rất khó để tìm được cầu thủ trẻ sớm nổi bật như Văn Hậu, Quang Hải. Để xây dựng phần gốc cho U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu là bảo vệ chiếc huy chương vàng ở SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần sự chung tay của các câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các đội bóng phải tạo cơ hội để cho các cầu thủ này được thi đấu nhiều hơn, cũng như có chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp cho cơ thể họ mạnh mẽ, đáp ứng được chuyên môn tốt. Một quan chức VFF cho biết, ông Park từng đề đạt nguyện vọng lên VFF sắp xếp thời gian phù hợp và thuận lợi để ông muốn có cuộc nói chuyện với những người lãnh đạo hoặc huấn luyện viên của 26 câu lạc bộ đang chơi ở V-League và giải hạng nhất, thậm chí kể cả giải hạng nhì trong việc đầu tư nuôi dưỡng tiềm năng bóng đá trẻ Việt Nam. Dĩ nhiên đó là công việc chính của giám đốc kỹ thuật VFF, nhưng ông Park rất sẵn lòng để chia sẻ về U22 Việt Nam, những thuận lợi khó khăn và mong muốn tất cả cầu thủ trong độ tuổi U22 Việt Nam phải có một nền tảng thể lực tốt, phải được thi đấu thường xuyên, phải va chạm trận mạc, phải tích lũy kinh nghiệm từ cấp câu lạc bộ thì lên tuyển họ sẽ tự tin và có một tâm lý thi đấu tốt hơn nhiều. Ngay cả với đội tuyển quốc gia, thầy Park cũng đã phải đau đầu với bài toán tìm kiếm nhân tài trên hàng công, đặc biệt là vị trí tiền đạo. Trong số 49 cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại V-League, hiện nay thì có tới 24 người, tức là chiếm gần 50% là tiền đạo. Ngoài anh Đức đã lớn tuổi thì hai gương mặt nổi trội là Nguyễn Thiên Linh và Hà Đức Chinh. Tôi cũng đã thử nghiệm nhiều cầu thủ khác nhưng chưa thấy ai có thể thay thế hai tiền đạo này. Có thể nói rằng gần 80% trong số 14 câu lạc bộ ở V-League đều dùng tiền đạo ngoại. Vì thế thì lấy đâu ra đất cho tiền đạo nội phô diễn?
đội tuyển đã khó vậy lấy đâu chỗ cho U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo từng bộc bạch. Huấn luyện viên Jose gọi cầu thủ trẻ sáng giá nhất Việt Nam lên U19. Huấn luyện viên U19 Việt Nam là huấn luyện viên người Pháp, ông Philippe Jose mới đây đã quyết định điền 6 cầu thủ tài năng bậc nhất của trung tâm PVF vào danh sách U19 Việt Nam tập trung trong tháng 8 này. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Jose đã quyết định tập trung đội tuyển U19 để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan. Thời gian tập trung từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong danh sách U19 Việt Nam, huấn luyện viên người Pháp đã quyết định gọi 6 cầu thủ PVF là Huỳnh Công Đến, Trần Hoàng Phúc sinh năm 2001, Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Quang Trường, Trần Lâm Hào sinh năm 2002, Nguyễn Đức Phú sinh năm 2003. Cả 6 cái tên đều là những cầu thủ vừa cùng U19 PVF lên ngôi vô địch U19 quốc gia 2020. Hiện tại thì Huỳnh Công Đến và Trần Hoàng Phúc đang tập luyện thi đấu cho câu lạc bộ Phố Hiến tại hạng nhất 2020 theo diện cho mượn. Võ Nguyên Hoàng đang tập luyện cùng câu lạc bộ Sài Gòn tại V-League 2020. Trong khi đó thì Quang Trường và Lâm Hào đang thi đấu cùng PVF tại giải hạng nhì. Còn Đức Phú đang chinh chiến tại giải U17 quốc gia 2020. Huấn luyện viên Philippe Jose đánh giá Võ Nguyên Hoàng là cầu thủ sáng giá nhất của lứa U19. Tiền đạo của lò PVF rất mạnh trong các pha không chiến, thể lực và thể hình của anh cũng vượt trội. Đặc biệt là cầu thủ này là mẫu cầu thủ thiện chiến, luôn ra sân với khát khao mãnh liệt. Võ Nguyên Hoàng là cầu thủ ưu tú nhất ở lứa tuổi này. Tài năng và trình độ của Hoàng đã được khẳng định từ năm 2019 khi anh được lên đội U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ tố chất về thể hình, sức mạnh và khát khao. Tôi coi cậu ấy là biểu tượng cho những nỗ lực và khát khao hướng đến mục tiêu cao hơn, ông Philippe Jose chia sẻ. Bên cạnh đó, 4 cán bộ nhân viên của PVF cũng được triệu tập tham gia đội ngũ U19 Việt Nam lần này, bao gồm Sergei Kristan Roger, trợ lý huấn luyện viên, Nguyễn Quốc Trung, trợ lý huấn luyện viên, Vladimir, cán bộ y tế, Hoàng Xuân Bách là phiên dịch. Trước đó thì kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2020 của huấn luyện viên Philippe Jose đã bị xáo trộn khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định hủy giải U19 Đông Nam Á. Vì vậy mà vị trí được giao người Pháp đã thay đổi bằng việc thực hiện nhiều đợt tập trung khác nhau. Lãnh đạo Hoàng Gia Lai chia sẻ sự thật đáng buồn sau lứa Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Một thành viên trong ban lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mới đây chia sẻ thành công của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã khiến cho lò đào tạo của Bầu Đức ngủ quên trên chiến thắng. Không thể phủ nhận là các cầu thủ trưởng thành từ khóa 1 học viện Hoàng Gia Lai GMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã liên tục gặt hái thành công trên đấu trường trong nước và quốc tế trong suốt thời gian dài vừa qua. Từ đây thì một số huấn luyện viên và cầu thủ đã có dấu hiệu chủ quan, ỷ lại, ngủ quên trên chiến thắng, khiến thành tích của các học viên khóa 2 và khóa 3 cũng như lò đào tạo trẻ Hoàng Gia Lai bị chững lại. Kể từ sau thất bại của đội U21 Hoàng Gia Lai vào năm ngoái, chúng tôi đã lập tức điều chỉnh, đổi mới cách làm. Nhờ đó mà thành tích từ các đội trẻ cho tới đội 1 của Hoàng Gia Lai đã có bước tiến bộ tích cực. Tuy nhiên, Hoàng Gia Lai đã kịp thời chấn chỉnh và đang gặt hái những thành công vang dội ở lứa cầu thủ trẻ mới đây, đầy tài năng. Năm 2020 là lần đầu tiên Hoàng Gia Lai cử các đội tuyển trẻ tham dự đầy đủ các giải U13, U15, U17, U19 và U21 quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức. U19 Hoàng Gia Lai 1 với nòng cốt là các tài năng trẻ khóa 4 GMG cùng với U19 Hoàng Gia Lai 2 lứa năng khiếu đã thắng như trẻ tre tại vòng loại để cùng giành vé lọt vào vòng chung kết U19 quốc gia 2020. U19 Hoàng Gia Lai 1 sau đó đã tiến đến trận chung kết của giải đấu và chỉ chịu thua U19 PVF, đội bóng từng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên U19 Việt Nam hiện tại là ông Philippe Jussier. Hoàng Gia Lai cũng tạo nên cơn sốt tại vòng loại U17 quốc gia 2020. Các cầu thủ trẻ phố núi hủy diệt các đối thủ tại bảng C khi giành tới 7 trên 8 chiến thắng, ghi 27 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 4 bàn. Cùng với PVF và Sông Lam Nghệ An là 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có đội tham dự cả 2 vòng chung kết U17, U19 quốc gia năm nay, những cầu thủ của Bầu Đức đã tạo nên thành tích đáng kinh ngạc khi có tới 3 đại diện giành vé dự 2 vòng chung kết nêu trên là U19 Hoàng Gia Lai 1, U19 Hoàng Gia Lai 2, U17 Hoàng Gia Lai. Ngoài ra, lứa U15 cũng đang thi đấu rất thành công tại vòng loại U15 quốc gia 2020 với 3 trận thắng, 1 trận hòa sau 4 trận, dẫn đầu bảng C với 10 điểm. Để có được sự thay đổi này, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có sự thay đổi trong khâu tuyển chọn cầu thủ đầu vào. Huấn luyện viên Trung Hoàng Cảnh cho biết,
Trước đây, cả khâu tuyển chọn học viên đầu vào cũng như công tác huấn luyện, chúng tôi đề cao yếu tố kỹ thuật và tư duy chiến thuật. Hiện nay, bên cạnh hai yếu tố trên, chúng tôi còn coi trọng vai trò của thể lực, thể hình của cầu thủ. Bởi vậy, kể từ lứa cầu thủ khóa 4 của học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG lẫn lò năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai trở đi, thì lúc ra sân thi đấu, thể hình cũng như thể lực của các học trò của chúng tôi là không hề thua thiệt so với đối phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.